nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp trong lĩnh vực giao dịch hàng hóa, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị phổ biến Nghị định số 51/2018/NĐ-CP quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động mua bán hàng qua sở giao dịch. Tại hội nghị, lãnh đạo vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương cho biết, nghị định mới này cho phép các sở giao dịch hàng hóa Việt Nam liên thông với những sở giao dịch hàng hóa thế giới, tiếp đó sẽ thúc đẩy tiến trình hội nhập các sở giao dịch hàng hóa Việt Nam nhanh hơn, theo kịp sự phát triển của thị trường thế giới. Nội dung của nghị định mới này cũng thay đổi căn bản khi cho phép các sở giao dịch hàng hóa được niêm yết giao dịch tất cả các mặt hàng mà nhà nước không cấm và những mặt hàng kinh doanh có điều kiện, trong đó có các mặt hàng Việt Nam có thế mạnh xuất khẩu cũng như những mặt hàng Việt Nam có nhu cầu nhập khẩu lớn để phục vụ sản xuất kinh doanh.